Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ngươi làm gì thế? Ra ngoài đánh. Ngươi điên rồi sao? Có thành lũy thì không canh gác lại chủ động xuất trận. Ta không thích diễn kịch, không thích phòng thủ. Tớ Thiên Thiên, kẻ thù của cô là Trương Phổ đúng hay không? Tôi sẽ ra ngoài báo thù cho cô. Thẩm Lãng, thành lũy này giao lại cho ngươi đó. Ta sẽ không quay lại đây nữa. Các chiến sĩ đi theo ta. Tuấn Lạnh, nữ nhân này đầu óc có vấn đề rồi. Đầu của ngươi mới có vấn đề. Tỷ ấy là người giỏi nhất ở thế gian này. Không có nam nhân nào có thể sánh bằng. Ngươi càng không xứng. Ngươi muốn đi đâu? Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Ta muốn đến phía trước nhìn Cửu Yêu Nhi, xem tỷ ấy đánh bại Trương Phổ. Phía Trương Phổ. Thẩm Lãng, ngươi ra đây chịu chết cho ta. Nơi này chính là mộ chôn của ngươi. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Giết. Cửu Yêu Nhi. Không phải cô ta chết rồi hay sao? Nghĩa nào cô ta chỉ đang diễn kịch. Loại người như cô ta sao lại muốn được phối hợp diễn kịch với Thẩm Lãng? Mọi người đều nói Cửu Yêu Nhi, ngươi vô địch thiên hạ. Ta lại muốn xem ngươi lợi hại đến nhường nào. Đi. Bảo vệ tướng quân, bảo vệ nhị công tử. Lợi hại quá. Cửu Yêu Nhi khiến cho phạm vi 8 mét xung quanh không cây cỏ nào sống được. Vốn cho rằng mặc dù Cửu Yêu Nhi danh tiếng lẫy lừng, nhưng mình vẫn có thể tiếp một hai chiêu của cô ta. Có điều bây giờ cũng may cô gia và cô ta có quan hệ. Nếu không 2.000 người của gia tộc Kim Thị mang đến đây, chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ sẽ bị giết sạch không còn một ai. Thuộc hạ của cô ta cũng đánh giáp lá cà. Nhìn tình hình, người nào người nấy đều là Cửu Yêu Nhi bản siêu lầm. Cô gia, chúng ta có đánh nữa không? Cả đi. Ta sợ lữ ma đầu này nổi điên, không phân được địch và ta, lại tiễn cả người của mình đi cũng lên. Thiếu gia, chạy mau, chúng ta sẽ chặn cho cô. Chúng ta sẽ chặn cô ta. Các huynh đệ xông lên. Không thể nào rút lui, không thể rút lui. Kẻ hèn nhát mới rút lui. Ý gì đây? Tại sao cô ta lại rời đi? Quá ngông cuồng rồi, thì ra là muốn mình cưỡi ngựa phi đến đâm cô ta. Cửu Yêu Nhi, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà Trương Phổ ta cũng không phải là kẻ vô dụng. Ngươi chủ quan như vậy thì đừng trách ta thắng không vẻ vang. Đi. Sức mạnh của chạy nuốt rút của chiến mã đâu chỉ là mấy nghìn cân. Dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Ta không tin là ngươi có thể cản được. Giết. Trận chiến ở thành nội triều kết thúc.